Anh em thân mến, trong lịch sử phát triển xã hội loài người, việc các quốc gia xâm chiếm, thôn tính lẫn nhau là chuyện bình thường và nước ta cũng không phải ngoại lệ. Nhưng có bao giờ anh em tự hỏi vì sao Việt Nam luôn là mục tiêu hàng đầu của Trung Quốc và các nước phương Tây? Thực tế lịch sử cho thấy, Việt Nam là một quốc gia đất không rộng, người không đông, lại nằm ở vị trí địa lý thuận lợi, là đầu mối thông thương của khu vực, châu lục và thế giới, giàu có về tài nguyên thiên nhiên nên luôn là đối tượng bị các nước lớn nhòm ngó, xâm lược. Đặc biệt trong quá khứ, Việt Nam đã bị nhiều nước lớn xâm lược trong một thời gian dài và không ai có thể ngờ trong danh sách những nước đó lại có quốc gia anh em này. Vậy những quốc gia từng xâm lược Việt Nam trong thời kỳ hiện đại là những nước nào? Cái kết của kẻ xâm lược đó là gì? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Thứ nhất là thực dân Pháp. Đầu tháng 9 năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tiến công Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc ta phải đương đầu với họa xâm lăng từ một nước phương Tây, hoàn toàn chiếm ưu thế về tiềm lực kinh tế, quân sự, nhất là về vũ khí, công nghệ quân sự. Với truyền thống yêu nước nồng nàn và ý chí kiên cường, bất khuất, trong suốt nửa cuối thế kỷ 19, từ năm 1858 đến 1896, đông đảo nhân dân trên khắp mọi miền đất nước đã anh dũng chiến đấu, tích cực cùng quan quân triều đình hoặc tự mình đứng lên chống thực dân Pháp. Mặc dù thực dân Pháp khuất phục được triều đình nhà Nguyễn, nhưng không thể đè bẹp được tinh thần kháng chiến của dân tộc Việt Nam. Các phong trào yêu nước tiêu biểu như phong trào Cần Vương do các văn thần, sĩ phu yêu nước lãnh đạo diễn ra sôi nổi trong cả nước và kéo dài hơn 10 năm, từ năm 1885 đến năm 1896. 3 tháng 2 năm 30, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo nhân dân cả nước đứng lên chống thực dân, đế quốc, giành độc lập cho dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cao trào cách mạng diễn ra khắp cả nước với khí thế sôi nổi. Ngày 9 tháng 3 năm 45, phát sinh Nhật đảo chính hất cảng Pháp. Ngay trong đêm đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng quyết định phát động một cao trào. Tháng 3 năm 1975, Trung ương Đảng ra chỉ thị Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày vào cuối tháng 8 năm 45, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân. 2 tháng 9 năm 45, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế nhưng khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời, đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân vừa chống thù trong giặc ngoài, vừa xây dựng, vừa củng cố vững chắc chính quyền nhân dân. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, được sự giúp đỡ của quân đội Anh, thực dân Pháp tiến công Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Sau đó, quân Pháp tiếp tục đánh chiếm nhiều địa bàn quan trọng ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Ngày 19 tháng 12 năm 46, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sau. Qua 9 năm thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, ra sức xây dựng, củng cố thực lực, quân và dân ta không ngừng phát triển thế tiến công, càng đánh càng mạnh, giành những thắng lợi to lớn. Đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ năm 54, làm nên thắng lợi lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, khiến Pháp phải cút khỏi đất Việt Nam. Thứ hai, đó là đế quốc Mỹ. Pháp vừa bị đánh đuổi cút khỏi nước ta, thì Mỹ lại tiếp tục dẫm lên vết xe đổ của Pháp. Quả đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu này. Bởi vậy người ta vẫn thường nói rằng, người Mỹ có quyền tự hào về những vinh quang mà nước Mỹ gặt hái được trên mọi phương diện trong suốt tiến trình lịch sử của đất nước mình. Nhưng chiến tranh Việt Nam đã là vết thương hằn sâu trong lòng nước Mỹ. Bởi chính nơi đây, niềm kiêu hãnh của đế quốc Hoa Kỳ đã bị dập tắt bởi dân tộc bé nhỏ mang tên Việt Nam. Trước hết về mặt thời gian, cuộc chiến này kéo dài ngày nhất với hơn 20 năm, từ tháng 7 năm 54 đến tháng 4 năm 75. Thứ đến, cuộc chiến này huy động sức mạnh trí tuệ và sức người, sức của cao nhất của nước Mỹ. Năm đời Tổng thống Mỹ, từ D.D. Eisenhower, John K. Kennedy đến Lyndon Johnson, Richard Nixon, rồi Gerald Ford đã nối chân nhau điều hành 4 chiến lược chiến tranh thực dân mới ở chiến trường Việt Nam. Từ chiến tranh đơn phương, chiến tranh đặc biệt đến chiến tranh cục bộ,
và chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần thứ nhất, rồi Việt Nam hóa chiến tranh và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai. Bên cạnh đó là những bộ óc nước Mỹ luôn luôn sát cánh cùng những người đứng đầu nhà nước Mỹ để bày binh bố trận như Henry Kissinger, người được xem là cây đại vĩ cầm về địa chính trị của Mỹ, Zbigniew Brzezinski, một chiến lược gia chống cộng nổi tiếng thế giới. Theo thống kê chưa đầy đủ, Mỹ đã chi trực tiếp cho cuộc chiến tranh Việt Nam tới 676 tỷ đô la Mỹ, so với 341 tỷ đô la Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai và 54 tỷ trong chiến tranh Triều Tiên. Và nếu tính cả chi phí gián tiếp thì lên tới 920 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam, con số và sự kiện từ năm 45 đến năm 89, 1990, sức mạnh Việt Nam, năm 1976. Để thực hiện mục đích hủy diệt và nô dịch dân tộc Việt Nam, Mỹ đã dội xuống hai miền Nam Bắc hơn 7,8 triệu tấn bom đạn, một khối lượng bom đạn lớn hơn lượng bom đạn Mỹ sử dụng trong bất cứ cuộc chiến tranh nào trước đó. Trong chiến tranh phá hoại ở miền Bắc Việt Nam của Mỹ, bình quân một người dân phải chịu 45,5 cân bom đạn, 1 km vuông chịu 6 tấn bom đạn. Chỉ trong 10 năm, từ năm 61 đến năm 71, quân đội Mỹ đã phun hơn 20 triệu galon, một galon bằng 3,78 lít chất độc da cam, cũng như nhiều thuốc diệt cỏ, chứa hóa chất chết người dioxin đã làm cho hàng triệu người Việt Nam mắc bệnh, vô số thai nhi biến dạng và di chứng kéo dài cho đến tận ngày nay. Loài người có lương tri không thể không đau xót, căm phẫn khi phải chứng kiến hàng ngàn, hàng vạn người dân vô tội, nhất là trẻ em, hôm nay mang trong mình dị tật quái ác do hậu quả dioxin dù rằng chiến tranh đã qua đi 30 năm. Vì không ai khác hơn, chính các công ty hóa chất Mỹ và những người điều hành cuộc chiến tranh xâm lược đầy tội ác này phải là những kẻ chịu trách nhiệm chủ yếu và đầu tiên trước công lý. Chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của khoảng 58.000 quân Mỹ, khoảng 304.000 người lính khác vĩnh viễn bị thương tật, tàn phế. Điều đáng nói là trong số đó có không ít người bị bắt lính và họ không biết mình chiến đấu trên đất Việt xa xôi này để làm gì. Ngoài ra đây cũng chính là cuộc chiến tranh để lại vết thương lòng lớn nhất nước Mỹ mang tên Hội chứng Việt Nam. Vào đầu năm 1988, lần đầu tiên chính phủ Mỹ buộc phải chính thức thừa nhận rằng 15% cựu chiến binh Mỹ từ chiến tranh Việt Nam trở về, nghĩa là khoảng 50.000 người vẫn còn bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng, mà nguyên nhân của căn bệnh này là do họ đã tham chiến ở Việt Nam và tất nhiên đã từng gây tội ác dù là trực tiếp hay gián tiếp. Ngày càng có nhiều hồi ký chiến tranh về người thật, việc thật ghi chép lại cuộc chiến và những cơn ác mộng khủng khiếp từng ám ảnh những người lính viễn chinh Mỹ. Các nhà xã hội học Mỹ đã khẳng định bình quân mỗi ngày có 3 cựu chiến binh Mỹ tự sát bằng những cách thức gây rợn, có lẽ để xóa đi mặc cảm tội lỗi. Quốc gia tiếp theo xâm lược Việt Nam chính là gã hàng xóm khá thân thiết, Trung Quốc. Đây chính là cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc kéo dài suốt 10 năm, từ năm 79 đến năm 89, khi Trung Quốc duy trì nhiều sư đoàn, trung đoàn độc lập áp sát biên giới, lấn chiếm lãnh thổ, biến Việt Nam thành thao trường. Các đơn vị chủ lực Việt Nam thường thay phiên nhau bổ sung quân cho chiến trường phía Bắc. Nhiều đợt nhập ngũ diễn ra, hàng nghìn thanh niên Việt Nam tuổi từ 18 đến 20 mãi nằm lại biên cương trong cuộc chiến này. Việt Nam chúng ta với truyền thống yêu hòa bình, tự do, không bao giờ đi gây hấn. Hà Nội luôn muốn đối thoại hòa bình, chung sống hòa thuận với tất cả các quốc gia láng giềng và giữ quan hệ hòa hảo với bạn bè quốc tế. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác, nhưng người Việt không bao giờ chùn bước trước bất cứ kẻ thù nào có âm mưu xâm lược, làm lè bờ cõi. Thế nhưng trong khi chúng ta coi Trung Quốc là bạn, thì Trung Quốc lại coi chúng ta là kẻ thù, thậm chí muốn thâu tóm và nuốt chửng Việt Nam. Vào ngày 17 tháng 2 năm 79, Trung Quốc đưa 600.000 quân tấn công toàn tuyến biên giới Việt Nam. Số quân Trung Quốc tham chiến lúc này được cho là nhiều hơn các đạo quân xâm lược trước đó. Thời điểm cao nhất, quân Mỹ huy động trên chiến trường Việt Nam gần 550.000 quân, Pháp 250.000 quân. Phó Thủ tướng Trung Quốc Đặng Tiểu Bình khi ấy tuyên bố phải dạy cho Việt Nam một bài học và che mắt thế giới rằng đây là cuộc chiến tranh phản kích tự vệ. Thậm chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc là Túc Dụ từng khoe khoang ba hoa rằng chỉ cần một phần lực lượng của các quân khu Quảng Châu và Côn Minh là đủ để đốt sạch, phá sạch, chiếm gọn Hà Nội trong vòng một tuần. Tuyên bố của Thứ trưởng Túc Dụ được đưa ra tại kỳ họp thứ 3 Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm 78. Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt được giới cầm quyền Trung Quốc đưa ra chính là đánh nhanh, thắng nhanh, đốt sạch, phá sạch. Với sự hỗ trợ của hai đại quân khu Quảng Tây và Côn Minh, với hơn 600.000 binh lính cùng hàng ngàn phương tiện chiến tranh hiện đại khác, Bắc Kinh dùng chiến thuật giao chiến, ngưu đao sát kê, tức là dùng dao mổ trâu để giết gà,
với sự ảo tưởng về binh lực áp đảo. Âm mưu và ảo tưởng muốn bóp chết Việt Nam được hiện thực hóa thông qua cắt đứt viện trợ, ngăn cản thông thương, dựng nên vụ nạn kiều, phá hoại sự ổn định kinh tế xã hội của Việt Nam. Chính quyền Bắc Kinh còn tăng cường hỗ trợ cho quân diệt chủng Khmer Đỏ chống phá Việt Nam ở biên giới Tây Nam, tạo thành thế gọng kìm. Tuy nhiên, dưới sự kháng cự kiên cường và mưu trí sáng tạo của quân đội và nhân dân Việt Nam, các mũi tấn công của Trung Quốc đều bị chặn. Quân đội Trung Hoa hầu như không thể sử dụng lực lượng ở quy mô sư đoàn mà chỉ chia nhỏ đội hình và buộc phải thay đổi chiến thuật. Chuyện ảo tưởng chiếm Hà Nội chỉ mất một tuần nhanh chóng tiêu tan khi quân Trung Quốc bị cầm chân suốt 16 ngày ở thị xã Lạng Sơn, cách xa Hà Nội. Cuối cùng, đến ngày 18 tháng 3 năm 79, Trung Quốc phải tuyên bố rút quân. Tuy nhiên, sau ngày 18 tháng 3, Trung Quốc vẫn còn để lại một bộ phận quân đội và chiếm đóng trái phép một số cao điểm thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên, có nơi sâu vào lãnh thổ Việt Nam từ 200 đến 300 mét. Sau đó, mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang trở thành vùng chiến sự ác liệt nhất trong cuộc chiến chống xâm lấn biên giới. Từ tháng 4 năm 84 đến tháng 5 năm 89, Trung Quốc đưa hơn 500.000 quân của 8 trong 10 đại quân khu đánh chiếm biên giới Vị Xuyên. Trong khi đó, Việt Nam chỉ có 9 sư đoàn chủ lực tham chiến, chưa kể nhiều trung đoàn, tiểu đoàn các quân khu, quân của Bộ Quốc phòng và tỉnh thành khác. Gần chục năm dòng, trước khi nào Vị Xuyên ngớt tiếng pháo đạn, súng cối từ bên kia biên giới rót sang. Từ một địa bàn được xác định là thứ yếu, Vị Xuyên nhanh chóng trở thành điểm nóng, một mặt trận trọng điểm trong chính sách gặm nhấm biên giới Việt Nam của quân Trung Quốc thời điểm đó. Ác liệt nhất, có đợt chỉ trong 3 ngày, Trung Quốc đã bắn hơn 100.000 quả đạn pháo vào khu vực Vị Xuyên về đến thị xã Hà Giang. Cả 5 năm, Trung Quốc đã bắn vào mặt trận Vị Xuyên hơn 1,8 triệu viên đại bác. Sau khi kết thúc cuộc chiến tranh này, ta đo lại có ngọn núi bị đánh bạt đi hơn 3 mét. Ác liệt đến mức mà anh em gọi đó là lò vôi thế kỷ. Trong đó, nhiều trận đánh giành giữ đất của quân và dân ta diễn ra vô cùng quyết liệt trên các điểm cao 1509, 1100, 772, 685, Đồi Đài, Cổ Ích. Ta đã tiêu diệt và làm bị thương hàng vạn quân Trung Quốc, buộc họ phải rút quân về bên kia biên giới. Thắng lợi rất oanh liệt nhưng tổn thất của chúng ta cũng rất to lớn. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ, đồng bào ta đã anh dũng hy sinh mà phần lớn trong số họ mới trên dưới 20 tuổi. Hàng ngàn người bị thương, hàng trăm thôn bản bị xóa sạch, hàng ngàn hecta ruộng vườn, đồi núi bị cầy xới, đầy bom mìn, vật nổ. Đến nay vẫn còn hàng ngàn liệt sĩ nằm rải rác trên khắp chiến trường Vị Xuyên mà chúng ta chưa tìm được hài cốt, nhiều mộ liệt sĩ chưa có tên trong nghĩa trang. Có thể nói trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở phía Bắc, quân và dân ở Vị Xuyên là những người đi trước, về sau. Ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến đấu, với lực lượng vũ trang địa phương là chủ yếu, quân dân nơi đây đã kiên cường bám trụ chiến đấu, bẻ gãy và đẩy lùi hàng chục cuộc tấn công của quân Trung Quốc, giữ vững được trận địa phòng ngự. Đến tháng 10 năm 89, Trung Quốc rút hết quân khỏi đất Việt Nam, kết thúc 5 năm lấn chiếm biên giới Vị Xuyên, 10 năm tấn công xâm lược Việt Nam từ tháng 2 năm 79 đến tháng 10 năm 89. Như chính một học giả Trung Quốc từng thừa nhận, chiến thắng của Việt Nam là tất yếu vì một bên đại diện cho chính nghĩa, sự kiên cường vùng dậy của người bị áp bức, trí tuệ và ý chí của người làm cách mạng, còn một bên đại diện cho kẻ bị áp bức, phản cách mạng và phi chính nghĩa mà muôn đời ác có bao giờ thắng được thiện. Thứ tư là Hàn Quốc. Hàn Quốc dưới thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Park Chung-hee đã can thiệp sâu rộng vào chiến tranh Việt Nam. Từ năm 64 đến năm 73, Hàn Quốc đã gửi hơn 325.000 quân nhân tới Nam Việt Nam tham chiến với tư cách là đồng minh của Hoa Kỳ. Số lượng binh sĩ Hàn Quốc lớn hơn rất nhiều so với Úc, Thái Lan, Philippines hay New Zealand và chỉ đứng sau Hoa Kỳ trong số các lực lượng quân đội nước ngoài hiện diện ở Nam Việt Nam. Theo thống kê chính thức của chính phủ Hàn Quốc, từ tháng 10 năm 65 đến tháng 3 năm 73, quân đội Hàn Quốc tiến hành và tham gia tiến hành 1.170 cuộc hành quân quy mô cấp đại đội trở lên, hơn 556.000 cuộc hành quân quy mô cấp trung đội trở xuống, gây ra hàng loạt những vụ thảm sát đẫm máu và tàn khốc. Có 43 vụ thảm sát dân thường, trong đó 13 vụ giết 100 người trở lên, có vụ hơn 1.000 người. Phục vụ mục tiêu kinh tế, Hàn Quốc xin Mỹ ký bản ghi nhớ Brown Memorandum ngày 25 tháng 2 năm 66, đổi lấy việc Hàn Quốc đưa quân đánh thuê đến Việt Nam. Mỹ cam kết cung cấp một số lượng lớn trang thiết bị hiện đại hóa quân đội Hàn Quốc, viện trợ kỹ thuật cho Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực nhằm đẩy mạnh xuất khẩu của Hàn Quốc, tăng thêm các khoản cho vay và của Cơ quan Phát triển Quốc tế AID,
Đại Hàn Dân Quốc đã thu được những khoản lợi nhuận cách xù từ xương máu của binh lính và nhân phẩm phụ nữ Hàn. Họ không mất bất kỳ một phí tổn nào cho quân đội Hàn Quốc ở Việt Nam. Giữa từ năm 65 đến năm 70 đã nhận từ Mỹ 1 tỷ đô la Mỹ viện trợ, 150 triệu đô la Mỹ vốn vay phát triển. Hàn Quốc cũng nhận những hợp đồng thầu xây dựng đảo bờ, những hợp đồng xuất khẩu lao động có lợi nhuận cao, chủ yếu là công nhân xây dựng, căn cứ quân sự và gái điếm, chiếm tới 70% tổng số lao động Hàn Quốc tại nước ngoài khi đó. Số ngoại tệ mà Hàn Quốc thu được từ miền Nam Việt Nam do Mỹ trả tăng đều qua các năm, chiếm 47% tổng số tiền Hàn Quốc nhận được từ nước ngoài, tạo ra sự phát triển ngoạn mục của kinh tế Hàn Quốc thập niên năm 60-70. Tuy nhiên, Đại Hàn đã phải trả một cái giá đắt cho việc đưa quân vào xâm lược Việt Nam. Hơn 5.000 binh lính thiệt mạng, 11.000 người mang thương tật vĩnh viễn, 100.000 người nhiễm chất độc màu da cam. Chiến tranh Việt Nam đã qua đi hơn 40 năm, song hội chứng chiến tranh Việt Nam ở Hàn Quốc dai dẳng, nhức nhối, không kém gì ở nước Mỹ và vẫn đang dày vò tinh thần hàng ngàn cựu chiến binh và các cô gái điếm năm xưa. Chớ trêu là truyền thông Hàn Quốc chỉ tập trung tố cáo Nhật Bản làm nhục phụ nữ Triều Tiên trong Thế chiến thứ hai. Do chính sách o bế thông tin của nhà cầm quyền Hàn Quốc, phải tới đầu những năm 2000, những bằng chứng về tội ác mới bắt đầu được thế giới biết đến, đưa ra qua tiết lộ của các cựu quân nhân Hàn Quốc ở Việt Nam. Những tiết lộ này đã phơi bày chi tiết sự tàn nhẫn trên một mức độ khó tưởng tượng của binh lính Hàn Quốc đối với dân thường Việt Nam, gây ra một cú sốc trong dư luận về vai trò của người Hàn Quốc trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay, Hàn Quốc vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi chính thức ngoài một số hoạt động của các tổ chức phi chính phủ và một số nhóm người Hàn Quốc có lương tri đến chuộc lỗi tại những nơi họ đã gây ra tội ác chiến tranh ở Việt Nam. Thứ năm là Nhật Bản. Tháng 6 năm 1940, nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng. Lợi dụng cơ hội đó, chính quyền phát xít Nhật tăng sức ép lên chính quyền Pháp tại Đông Dương nhằm thế chân Pháp tại mảnh đất này. Ngày 18 tháng 6 năm 40, Nhật gửi cho toàn quyền Kataru yêu cầu Pháp đóng cửa biên giới Việt Trung, đình chỉ việc vận chuyển xăng dầu, phương tiện chiến tranh cho tưởng giới thạch theo đường Hải Phòng, Vân Nam. Tiếp đó, vào ngày 2 tháng 8 năm 40, Nhật yêu cầu Pháp cho Nhật vào Đông Dương, sử dụng các sân bay để tiến công miền Nam Trung Quốc, đặt nền kinh tế Đông Dương phục vụ cho quần máy chiến tranh của Nhật. Ngày 30 tháng 8 năm 40, Pháp và Nhật ký hiệp định chính trị Tokyo, trong đó Pháp chấp nhận hầu hết các yêu cầu của Nhật. Theo đó, vào ngày 22 tháng 9 năm 40, chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương chấp nhận các điều khoản đã ký kết. Song vào ngày 23 tháng 9 năm 40, quân Nhật vẫn vượt qua biên giới Việt Trung, đánh chiếm Lạng Sơn, ném bom Hải Phòng, đổ bộ lên Đồ Sơn. Trước nguy cơ Nhật tràn vào Đông Dương, Pháp đã bố trí lực lượng khá mạnh ở Lạng Sơn. Nhưng chỉ trong 3 ngày, từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm 40, quân Pháp đã bị thất bại nặng nề. Phát xít Nhật thay Pháp chi phối Đông Dương. Sau khi vào Đông Dương, Nhật liên tục ép Pháp nhượng bộ, ký kết các hiệp ước có lợi cho Nhật trên tất cả các mặt kinh tế, quân sự, văn hóa, tư tưởng. Trên cơ sở đó, từng bước chi phối Đông Dương. Ngoài ra, phát xít Nhật thực hiện chính sách hai mặt. Một mặt cầu kết với Pháp nhằm vơ vét của cải, áp bức nhân dân ta. Mặt khác lại tăng cường xây dựng cơ sở xã hội cho mình. Cụ thể, Nhật đã phục hồi các tổ chức thân Nhật ở Việt Nam nhưng bị Pháp đàn áp trong những năm 40-41 như Hội Phục Quốc, Cao Đài, Hòa Hảo, giúp đỡ các nhóm Đại Việt Dân Chính, Đại Việt Quốc xã, Đảng Việt Nam Ái Quốc với mục đích khi thời cơ đến sẽ dùng lực lượng này để lật đổ Pháp. Nhật đảo chính Pháp, chấm dứt ách thống trị của Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Bằng một hành động thống nhất trên toàn Đông Dương, trong đêm ngày 9 tháng 3, quân Nhật đồng loạt nổ súng và căn bản nhanh chóng đè bẹp sự kháng cự của đối phương. Đến chiều ngày 10 tháng 3, quân Pháp đầu hàng, phát xít Nhật làm chủ các vùng đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Sài Gòn và nhiều tỉnh lỵ. Những đơn vị quân Pháp còn cố thủ ở Cà Mau, Biển Hồ, Campuchia, một số vùng ở Bắc Đông Dương cũng lần lượt bị thất thủ, chỉ còn một số tàn quân chạy qua biên giới Việt Trung. Với sự kiện này, lực lượng quân sự Pháp hoàn toàn tan rã, bộ máy thống trị của thực dân Pháp đầu hàng, bị cầm tù hoặc đang tâm làm tay sai cho phát xít Nhật. Trên thực tế, toàn bộ Đông Dương đã trở thành thuộc địa của phát xít Nhật. Thế nhưng bằng cuộc tổng khởi nghĩa long trời lở đất trong cách mạng tháng 8 năm 45, dân tộc ta đã lật đổ ách thống trị của phát xít Nhật. Thực dân Pháp và chế độ phong kiến nhà Nguyễn thiết lập nhà nước kiểu mới, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, nhà nước của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 lịch sử. Và cuối cùng là hai nước Đông Nam Á, Thái Lan và Philippines. Thư viện lịch sử quân sự Việt Nam năm 2009
ngày 20 tháng 7 năm 64, Cộng hòa Philippines gửi 34 quân nhân gồm bác sĩ, y tá, chuyên gia phát triển nông thôn, dưới danh nghĩa là nhân viên dân sự đến Sài Gòn, chính thức tham gia vào cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Một tháng sau, ngày 16 tháng 8 năm 64, 16 sĩ quan quân đội Philippines có mặt tại Sài Gòn làm cố vấn về chiến tranh tâm lý và dân vận cho quân đoàn 3 quân đội Sài Gòn. Ngày 20 tháng 7 năm 65, tướng Ernesto Mata, tham mưu trưởng quân đội Philippines và 9 sĩ quan khác đến Sài Gòn để kiểm tra thực địa những khu vực dự kiến lực lượng đặc nhiệm Philippines sẽ hoạt động. Mãi đến ngày 28 tháng 6 năm 66, bộ phận đầu tiên của Phái bộ Dân sự vụ Philippines đến Tây Ninh để khảo sát thực địa và tiến hành lập căn cứ tại đây. Bộ phận thứ hai, nhóm kế hoạch tiền trạm, gồm 100 sĩ quan và binh sĩ đến Sài Gòn vào ngày 16 tháng 8. Bộ phận thứ ba, gồm 60 lái xe, chuyên viên bảo dưỡng và nấu ăn đến miền Nam vào ngày 9 tháng 9. Bộ phận cuối cùng của Phái bộ Dân sự vụ đến Sài Gòn vào ngày 11 tháng 9 năm 66. Đến giữa tháng 10 năm 66, toàn bộ Phái bộ Dân sự vụ Philippines có mặt đầy đủ ở miền Nam Việt Nam, với tổng quân số là 2.068 người. Các đơn vị trực thuộc của Phái bộ Dân sự vụ Philippines bao gồm Tiểu đoàn An ninh Philippines, Tiểu đoàn Pháo dã chiến 105mm, Tiểu đoàn Công binh xây dựng, Tiểu đoàn Quân y và Nha khoa, Đại đội Yểm trợ hậu cần, Đại đội Phục vụ và Sở chỉ huy. Philippines hoàn tất việc rút quân về nước vào ngày 29 tháng 3 năm 73. Còn về Thái Lan thì vào khoảng tháng 9 năm 64, 16 người thuộc Không lực Hoàng gia Thái Lan đến Sài Gòn để hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng một số máy bay chở hàng của Không lực Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp đến, tháng 8 năm 65, Thái Lan đưa thêm một số quân nhân thuộc lực lượng Hải quân sang Sài Gòn, giúp lực lượng Hải quân Nam Việt Nam sử dụng một số tàu tuần tiễu và tàu đổ bộ do Mỹ trang bị. Ngày 11 tháng 7 năm 1967, các lực lượng đầu tiên của Trung đoàn Tình nguyện Hoàng gia Thái Lan, Queen's Cobras, hổ mang của nữ hoàng đến Việt Nam, đóng tại Bến Cát và bắt đầu các hoạt động chiến đấu từ tháng 10 năm 67. Vào tháng 7 năm 68, lực lượng Queen's Cobras được thay thế bởi sư đoàn viễn chinh quân đội Hoàng gia Thái Lan, Black Panthers, báo đen, bao gồm 2 lữ đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn pháo 105 ly và 1 đơn vị kỵ binh, đóng ở Belgrade Base, một căn cứ quân sự ở thị trấn Long Thành, tỉnh Biên Hòa. Đến năm 1970, quân số Thái Lan tại Việt Nam là 6 tiểu đoàn với 11.586 quân. Đại bản doanh đóng tại Biên Hòa, Đồng Nai. Bộ tư lệnh đóng tại 12 Trần Quốc Toàn, Sài Gòn. Quân Thái rời khỏi Việt Nam vào tháng 3 năm 71 và hoàn tất cuộc rút quân vào giữa năm 72. Như vậy, với danh nghĩa là đồng minh của Mỹ nhằm ngăn ngừa sự xâm lấn của chủ nghĩa cộng sản theo học thuyết Domino tại Đông Á, ngăn chặn sự bành trướng trước ảnh hưởng của cộng sản từ Bắc Việt Nam vào Nam Việt Nam, chính phủ các nước tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Mỹ và ồ ạt gửi quân tham chiến nhằm giúp Việt Nam Cộng Hòa giành thắng lợi, vì đây là một vấn đề liên hệ tới cả tương lai các quốc gia châu Á. Thế nhưng thực chất, đó là những tên lính đánh thuê của Mỹ. Họ không hề biết chiến đấu vì cái gì, không hề có lý tưởng gì, chỉ đơn giản là nghe lệnh Mỹ và gây ra những tội ác ở Việt Nam. Anh em thân mến, trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, các nước kể trên đã gây ra nhiều tội ác kinh hoàng mà đến nay người Việt vẫn chẳng thể nào ngồi ngoài. Thậm chí đến nay, chiến tranh đã trôi qua 48 năm, nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Hàng ngày hàng giờ, vẫn còn nhiều người là nạn nhân của chiến tranh đang vẫn phải vật lộn với nỗi đau về thể xác và tinh thần. Có những nỗi đau diễn ra trong giây lát, nhưng có những nỗi đau truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ mời anh em xem thêm những video hay nhất của hồi ức thời chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau.